tỉnh Gia Lai hiện ưu tiên đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, phường dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông. Chỉ tính 9 tháng của năm 2024, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám, điều trị, cấp cứu cho 7.900 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó 912 trường hợp chấn thương sọ não, 62 trường hợp nặng đã tử vong. Các cơ sở y tế cũng đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo yêu cầu của cơ quan chức năng đối với 414 trường hợp tai nạn giao thông, phát hiện 229 trường hợp có nồng độ cồn. Thực hiện kế hoạch số 979 về nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tranh thủ phối hợp với 928 người có uy tín, chức sắc tôn giáo tại cơ sở để mạnh tuyên truyền cho giáo dân, bà con chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời gọi hỏi răn đe cá biệt gần 8.900 lượt đối tượng tại 1.242 thôn làng, 308 tổ dân phố thuộc 220 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3.242 đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và hơn 5.600 đối tượng có biểu hiện vi phạm an ninh trật tự tại cơ sở. Trong quá trình khám sức khỏe cho các trường hợp để xin học, cấp lại giấy phép lái xe các hạng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện 183 trường hợp dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, qua khám sức khỏe định kỳ cho gần 26.000 lái xe, trong đó có xét nghiệm ma túy và các chất kích thích thần kinh, các cơ sở y tế cũng đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với ma túy. Những trường hợp này, các cơ sở y tế đã thông báo đến đơn vị doanh nghiệp nơi lái xe công tác và báo cơ quan chức năng của tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.